Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về món canh hến nấu với mồng tơi các bạn. Món canh hến nấu với mồng tơi các bạn nhé. Trước tiên mình bắc chảo lên bếp, rồi mình sẽ phi ruột hến các bạn. Phi ruột hến làm là mình đã làm sạch các bạn nhé. Bắc chảo đây, mình cho một chút dầu ăn hộp mỡ các bạn nhé. Dầu ăn hộp mỡ. Để cho mỡ sôi đúng không ạ? Chán đều. Sau đó mình cho một chút hành tím băm nữa các bạn. Để cái hành tím băm nữa mình phi thơm lên. Hành đã thơm rồi các bạn, mình bỏ cái ruột hến ra làm sạch các bạn nhé. Rồi mình xin lên. Mình cho một ít nước mắm nước ngọt vào. Khi ruột hến chín rồi đấy các bạn, chút vào nồi nước hến thôi. Nồi nước hến thì nấu rồi mình chạm lạnh đấy các bạn nhé, chạm sạch rồi. Đây là nồi nước hến, mình sẽ chút ruột hến vào nồi nước. Bắc lên bếp và nấu cho sôi các bạn. Để nó không lại còn nước sôi mình bỏ dao lại nhé. Nước sôi mình bỏ dao vào các bạn ạ. Chờ nước sôi mình bỏ dao nhá. Nước đã sôi mình bỏ dao vào. Bỏ dao vào mình nêm một chút bột nêm các bạn nhé. Một chút mì chính. Và chờ rau sôi là được các bạn. Mình chờ cái rau sôi lên đều này. Đều này. Thế là được nồi canh rau
mồng tơi nấu với lại hến các bạn nhé. Nên là canh hến mồng tơi các bạn rất chi mà ngon và bổ dưỡng, nhất là trong những bữa mùa hè mà có bát canh tầm tơi nấu với hến ăn với cà rất ngon các bạn nhé. Chúc các bạn ngon miệng. Mình đã giới thiệu xong, xin chào và hẹn gặp lại.